Vâng, tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video này, rất nhiều những cái mã hàng mới em hàng vừa về này. Đấy, về cho bác một cái lô chảo rất là xịn này, chảo tổ ong cực kỳ ngon luôn. Và cực kỳ nhiều mã hàng mới này, bút bi này. Rồi hôm nay có cả thêm quạt điện của Camel nhá, quạt điện Camel. Camel này nó cùng kinh nghiệm với cái nồi chiên không dầu ấy. Các bác nào dùng cái nồi chiên không dầu thì biết cái hãng này rồi. Cái đồ của nó siêu bền luôn, dùng rất thích các nhá. Đấy, rồi là có thùng đựng gạo này, đấy, thùng gạo của Việt Nhật Hokkodi này và rất nhiều những mã hàng khác nhá. Kính bơi này, rồi là bút bi, cũng nhiều bác hỏi cái mã bút bi. Đấy, rồi là bao tay chống nắng, cực kỳ nhiều mã hàng mới về. Phục vụ các bác thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em trên nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì các bác cứ gọi điện trực tiếp với em nhé. Hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên hình, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em, khi mà các bác mua hàng thì cứ từ hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video hôm nay, quay chi tiết cho bác từng mã hàng một luôn. Đó, các bác cùng đón xem. Sản phẩm đầu tiên thì đây, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng bút bi. Đấy, có bút bi không thì đây, tiếp tục về cái mã bút bi này. Đấy, bên em kết hợp với lại công ty Thiên Long nhá. Đấy, để nhập bút bi về bán bác này. Giá thì siêu tốt luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá. Đấy, bình thường các bác mua một hộp bút bi như 20 bút như này, đầu của nó sẽ đầu 0.5 mm. Đấy thì giá bình thường các bác mua bét cũng phải khoảng tầm 50.000 cho đến 60.000, có những chỗ người ta bán 70.000 hộp luôn. Bên em gửi bác một cái mức giá vô cùng hạt rẻ luôn. Nhập trực tiếp về công ty bán bác luôn, 25.000 một hộp bút bi của Thiên Long nha, chỉ có 25.000 hộp thôi. Đấy, bên em bán là bán theo cả hộp nhá, không bán lẻ nhá. Bán là bán cho bác cả hộp luôn, là một hộp này là 20 bút nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 một hộp nha. Đấy, thì sẽ có hai mã màu là mã màu xanh và mã màu đen, thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. À, đồng giá mà là 25.000. Đấy, còn các bác lấy cả bộ cả đôi này, một xanh một đen thì là vào 50.000 một đôi. Đó đi đây. Bút thì viết cực kỳ ok luôn, viết rất ngon là ngày nào luôn. Đầu nó đầu 0.5 nhá nên là nó ra cái nét bút rất là nhỏ, dễ viết nhá. Đấy đây, nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục nhá. Đấy, một hộp là 20 bút, đầu bút cao cấp 0.5 mm. Đó, rất xịn sò ok luôn. Đấy đây, thân bút đây. Đấy, có lò xo bấm rất êm tay ngon lành luôn. Đó thì quay nhanh bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là bút bi nhá, hộp bút bi. Hộp 20 bút nhá. Có hai màu là màu xanh và màu đen. Đồng giá bác luôn là 25.000 một hộp nha. Đấy, 25.000 hộp, bán cả hộp 20 cây nhá, không bán lẻ nhá, bán cả hộp 20 cây luôn, không bán lẻ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bao tay chống nắng này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng nóng rồi, mua cho em cái đôi bao tay chống nắng này về rất là hay luôn. Bao tay dài nhá, nó là dạng bao tay dài chống nắng, nó đeo lên gần đến nách của bác luôn, rất là hay. Đấy, bán nhanh bác luôn, chỉ có 10.000 một đôi thôi. Đấy, chỉ có 10.000. Đây em sẽ quay cho bác về cái sản phẩm này. Đây nha, khi mà đeo vào này thì các bác kéo nó sát lên thì nó sẽ lên đến nách luôn. Đây, nó sẽ lên đến nách của bác luôn, rất là dài nhá. Đấy, và đây nó là hàng co giãn này, các bác đeo rất mát luôn này. Đây cái phần bàn tay này. Đấy, ví dụ các bác nào đang sử dụng làm ngoài trời, đeo cái này rất ok luôn. Đấy, có chỗ xỏ ngón vào nhá, rất ok. Đấy, hàng đeo rất mát nhá, rất phù hợp bác nào đang làm ngoài trời. Các bác ngại mặc áo dài, đấy, ngại mặc áo dài, các bác quen mặc áo cụt tay ấy, mà các bác muốn chống nắng thì các bác mua cho em cái này về, rất hay luôn. Đấy, nó sẽ dài ra, kéo dài từ cái phần bắp tay trên ấy, đấy, cho đến đến cái phần bàn tay dưới luôn. Đấy, kéo sát che hết luôn, rất ok luôn, rất là hay. Đây, đây, đây một cái. Đây để em đeo cho bác coi này. Đấy. Đấy, cái phần này nó xỏ vào được này. Đây cái phần này nó xỏ vào này. Đấy, cái phần trên này là các bác kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên này. Đây, kéo sát lên cái phần bắp tay bên trên. Đấy, nên khi mà các bác đeo, các bác chỉ cần mặc cho em một cái áo cổ tay thôi, xong rồi các bác đeo cái này vào nó nhẹ nhàng tình cảm này. Bình thường các bác đi làm lòa xòa là cứ phải đeo áo chống nắng rồi các thứ thì nó lồng còng, mất công mất thời gian. Như đây các bác chỉ việc mua cho một cái đồ này về, nó chỉ có 10.000 mà thôi ạ. Đấy, chống được sản phẩm này thì chống được tia UV này, tia cực tím này, cực kỳ xịn sò và ngon lành luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bao tay dài chống nắng nhá. Đấy, bao tay dài chống nắng nó quá cái bắp tay luôn, đeo quá được cả bắp tay luôn. Giá của nó chỉ có 10.000 mà thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, 10.000 đô, các bác nào lấy các bác nào lấy 10 đôi bên em tặng bác một đôi luôn. Đấy, lấy 10 đôi tặng một đôi thôi nhá. Đấy, còn bán lẻ một đôi là 10.000. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Đấy, còn mua hàng thì anh em thì cứ hóa đơn trên 200k là bao ship rồi. Đấy. Bao tay dài chống nắng nhá, đeo quá cái phần bắp tay trên luôn. Giá đang gửi bác là 10.000 đôi. Chống tiêu UV tiêu cực tím rất tốt nhá. Cái này thì rất là tốt trong mùa hè luôn. Miền Bắc miền Nam bắt đầu đang vào mùa hè rồi, rất là cần. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã kính bơi này. Lên mã nha, cái kính bơi nhá, em báo giá luôn. 20.000 một cái nhá.
Bình thường là các bác mua ra những cái khu du lịch các thứ rồi các bác mua ấy, bét thì nó mới rơi khoảng tầm 40-50 ngàn một cái. Đây bên em bán giá rẻ các bác, về ví dụ các bác đi du lịch thì mình cứ chuẩn bị mình sắm trước đi đấy, các bác mua về cho các cháu mình hoặc các bác đeo được luôn đấy, đây đó, một con kính bơi rất là ok luôn đấy. Phần mắt trong suốt này đấy, ok luôn, rất kín nhá. Cái phần gioăng này các bác đeo vào cực kỳ kín, ngon này cả nhà luôn. Cái con này nó đằng sau nó có cái dây chun này, nó chỉnh được cỡ dây nhá, thì về các bác nhấc cho này lên này đấy, sau đó các bác chỉnh cỡ dây qua phần này đấy, cái dây chun này các bác chỉnh cỡ dây các thứ rất ok luôn đó. Kính bơi nhá, đầy đủ phụ kiện bên trong luôn, kính mắt rất là trong đấy, chất liệu và chất lượng, và đây cái phần gioăng này nó ôm mắt rất là khít luôn, không lo nước vào nhá, rất ok đấy, cho các bác đi bơi biết này, các cháu nhà mình đi bơi này, rồi là chuẩn bị đi tắm biển các thứ rất nhiều đấy, các bác ra bãi biển các thứ mua bị chặt chém giá rất cao rất đắt luôn đấy. Mình chuẩn bị bắt đầu đang vào dịp hè rồi, sớm rồi mua trước đi các bạn đấy, mua trước đi đấy, mua về thì lúc nào đi biển là cầm về, chỉ việc cầm đi là xài thôi. Kính bơi nhá, 20 ngàn một cái kính bơi nha, giá rất bình dân mà rất là hay luôn trong cái mùa hè này, mua các cháu này, người lớn trẻ em đeo được hết luôn các bạn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop ôm lô Thành Lý được cái lô hàng bãi rất là xịn này. Đó, đó là cái bộ dụng cụ V6 nhá. Nó sẽ gồm có là 6 món để về các bác sử dụng cho anh em thợ thuyền xà luôn này. Rồi các bác sử dụng gia đình cũng quá ok luôn, bộ này quá đẹp luôn đấy. Đấy, hàng bãi nhưng mà mới nguyên luôn. Nó sẽ gồm có là một cái bộ lục giác này, một cái cây tô vít chuyển hai đầu này, rồi một cái cây cây này như kiểu là cây bút điện ạ. Đấy, cây bút điện. Rồi là có một cái con dao giấy này, con dao giấy, một cây thước 2 mét này, một cuộn băng keo 5 mét này, băng keo điện 5 mét nhé. Nói chung là về cho anh em thợ thuyền các bác xài sử dụng gia đình cho em bộ này thì quá là hợp lý luôn. Giá thì nó bình dân thôi, nó chỉ có 40 ngàn một bộ thôi, giá nó quá hạt rẻ luôn đấy, 40k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ dụng cụ V6 nhá. Đấy, sẽ gồm có là 6 sản phẩm nha. Đấy, 6 sản phẩm nha, bộ dụng cụ cho các bác thợ thuyền anh em gia đình xài ok luôn. 40k nhá, 40k thôi, giá siêu bình dân siêu rẻ luôn. Hàng gần như là còn mới keng nha. Đấy, nguyên vỉ nha luôn các nhá, nguyên vỉ mới keng luôn nhá. Hàng này như kiểu dạng hàng Thanh Lý siêu thị đấy các bạn. Bộ vít bộ dụng cụ V6 nhá, bộ dụng cụ V6 40k. Đây, thước này, lục giác này, bút điện, rồi là tô vít này, dao giấy, băng dính điện được luôn. Đấy, một bộ này là về các bác làm nói chung là những cái công việc cơ bản gia đình nhà mình quá ok rồi. Rồi anh em thợ thuyền xài ít xài nhiều cũng thoải mái luôn. Đó, V6 40.000 nha, bộ dụng cụ V6 40.000. Rồi qua mã sản phẩm tiếp theo. Lên nhanh bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, em lên luôn cho bác đó là cái cây xúc đá nhá, cây xúc đá em báo giá luôn. 50.000 một cái cây xúc đá nha. Đấy, 50.000 một cây. Cây này thì toàn bộ chất liệu bằng inox 324 nhá, các bác dùng rất bền luôn. Đấy, về các bác có thể xúc đá này, xúc xúc đá rồi là xúc xúc những cái đồ ví dụ như là xúc đá đá viên. Đấy, rồi ví dụ như các bác xúc gạo, xúc bột, xúc được rất là nhiều thứ luôn. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng vòm vòm này, các bác cầm các bác xúc vào, sau đó các bác chiết các bác sang những cái khác nhá, cực kỳ dày rất là chắn luôn, cầm dày cục quá nhá. Đó thì lên mã cho em sẽ là cái cây xúc đá bằng inox 324 nhá, dày rất là chắn lắm. Đó, về các bác xúc đá, xúc gạo rồi xúc bột biết các thứ sử dụng rất nhiều việc trong gia đình nhà mình luôn. 50.000 một cây nhá, 50.000 một cây thôi. Đấy, nói chung là cầm phát ưng luôn, cầm nặng trịch luôn ạ. Tiếp theo thì lên cho bác cái sản phẩm cũng về nồi nhà bếp này, đó là cái búa đập đá này. Đấy, búa đập đá báo giá luôn nhá, 40.000 một cây búa đập đá này, 40.000 một cây, rất hay luôn. Về các bác dùng để đập đá này, rồi là giã thịt này, đấy, sử dụng nói chung là rất nhiều việc luôn. Đấy, ví dụ như là những cái món thịt các thứ đôi khi các bác cần các bác dùng, các bác giã ra cho nó mềm thịt các thứ ra, các bác dùng cái này. Hoặc là ví dụ mình có những cái viên đá viên to đó, các bác muốn đập nhỏ ra, các bác dùng cái con này các bác đập chưa. Đây là một cái đầu bẹt này, một cái đầu vân nhà. Đấy, các bác dùng để vừa giã vừa đập này, đập đá đập thịt dùng rất ok luôn. Đấy, rất là ngon. Đấy, giá thì 40.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ cái cây búa đập đá nhá, 40.000 một cái cây búa đập đá này, 40.000 một cây thôi. Về các bác xài dùng rất nhiều việc luôn, đập nọ đập kia, nói chung là dùng nhà bếp cây này cũng rất là hợp lý, 40k một cây nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về được cái lô chảo tổ ong này, rất là xịn luôn. Đấy, lô chảo tổ ong nhá, cực kỳ ok này. Đấy, về các bác xào nấu rán riêu đây cho ăn thoải mái luôn. Đường kính chảo này sẽ là 28cm, em báo giá luôn 120.000 một cái cây chảo tổ ong nha. Đấy, chỉ 120.000 một cây thôi. Về dùng rất là xịn sò ngon này, tay cầm này, đấy chắc chắn ok luôn. Đây, còn đây là phần lòng chảo này. Đấy, lòng chảo 28T khá thoải mái, về các bác sán rán xào nấu đây cho em thoải mái luôn. Đây, toàn bộ là vân nó thiết kế dạng vân tổ ong nhá. Về các bác xài. Đấy thì cái này xài nếu mà các bác muốn rán thì các bác phải cho già già dầu lên. Đấy thì rán là nó mới ok được, vì cái chất chảo của
cái dạng tổ ong mà nó là nguyên lý hoạt động của nó như thế. Các bác phải cho già dầu thật nóng dầu lên, thế thì rán thì nó mới đỡ dính thôi nhá, nó không dính không ạ. Còn khi mà các bác để dầu yếu, lửa yếu ấy, là rán nó rất là dễ dính không nhá. Cái đặc nguyên lý động của chảo ong là nó là như thế nhá, chứ nhiều khi về các bác không biết xài, không biết dùng, các bác bảo là chảo này nó không chống dính cái thứ rồi nên rất là khó. Đấy, còn về các bác xào nấu thì ăn thoải mái luôn con này, nói chung là về khá là bền, dùng con này thì cực kỳ bền rồi, chắc chắn chất lượng. Mà giá nó bình dân nó chỉ 120.000 một cây thôi. Lên mã em sẽ cái cây chảo tổ ong nhá, 120.000. Đường kính của nó khá là to, 28 cm. Về các bác dán xào nấu vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, 120k một cái nhá, chảo tổ ong. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã thùng đựng gạo này của thương hiệu Honoki. Đấy, à đâu, Hokodi nhá, thùng đựng gạo này 10 kg này. Đấy, 170.000 một cái thùng đựng gạo này, 170.000. Hàng này thì của công ty Việt Nhật nhá, hàng Việt Nam. Đấy, của công ty Việt Nhật, có địa chỉ đầy đủ rõ ràng hết luôn này. Đó. Thì giá sẽ là 170.000 một cái thôi. Về các bác dùng để đựng gạo này kiếc rất là hợp lý luôn. Đó. Kích thước của nó đây có nhá, kích thước của nó thì 36,5 x 19 này nhân 7 nhân 37,5 này. Đấy, số lượng là một cái một thùng nhá. Rất là xịn sò ngon này luôn, 170.000 một cái. Ở đây có nhá, đây tổng quan cái thùng đựng gạo đây. Toàn bộ thì chất liệu là bằng nhựa ABS cao cấp nhá, rất chắc chắn để dẫn luôn. Đấy, thì về cái con này thì cực kỳ dễ xài thôi. Về các bác mở cho nắp ra này. Đấy, đổ trực tiếp gạo vào đây. Sau đó các bác đẩy kín cái nắp này vào. Đấy thì khi mà đậy này vào, thứ nhất là nó sẽ gạo nước các thứ nào nó không bị ẩm nhá. Thì các bác đẩy vào, thứ nhất là nó gạo không bị ẩm, là thứ hai là chuột những cái con chuột, con rán các thứ giờ, những cái con các thứ là nó không vào, là nó không vầy gạo, nó không ăn được gạo nhá. Đấy, rất là kín ngon lành luôn. Đây là phần chân đế này. Đấy, chắc chắn luôn, chống ẩm ngon lành. Đấy, phần nắp đậy các bác đậy kín vào chèm là ok thôi. Đấy, trên này thì mình có thể để những cái đồ khác được ngon lành luôn. Đấy, và cái con này rất là tiện, đi kèm thì sẽ có gửi kèm thêm nữa một cái ca nữa này. Đấy, cái ca này là cái ca để đong gạo nhá, thì các bác để vào đây, sau đó các bác ấn trong nút này. Đấy, nó có cái nút ấn này. Đấy, nó có nút ấn, các bác ấn vào là tự động gạo nó sẽ chảy ra nhá. Gạo hoặc là những cái dạng hạt hiếc các thứ là các bác để vào đây, ấn vào cái này là tự động là nó sẽ chảy luôn, rất ok. Đấy, nó chảy thì nó sẽ chứa vào cái ca này nha, rất là ngon này luôn. Đó, cái ca này rất hay, là nó thiết kế theo dạng là những cái khe này. Đấy, có những cái khe hở này. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác gạn thì nó sẽ, ở đây nó có những cái miệng này thì nó sẽ giữ lại gạo, còn là nước nó sẽ chắt hết ra. Đấy, các bác có thể vo gạo trực tiếp đây luôn. Đấy, mình đong căn làm sao nó phù hợp với cái lượng gạo nhà mình nấu ăn. Đấy, các bác đong luôn đây, vo gạo trực tiếp đây, sau đó các bác đổ trực tiếp vào song song nhà mình nấu luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Đó, thùng đựng gạo của thương hiệu Hokodi nhá, hàng Việt Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Về các bác xài con này cho em rất ok. Đấy, bên trong đựng được là 10 kg gạo nhá, kín đáo, yên tâm không lo chuột chày nó vào nó cắn phá này, rồi là ẩm mốc các thứ này, rất ngon lành luôn. Mà một thùng này đựng được rất là nhiều, 10 kg gạo luôn các nhá. Đựng được là 10 kg gạo luôn thì các bác thoải mái cho luôn. Đấy, đi kèm là có cả ca chiếc đi kèm. Đấy, và nút bấm vào đây cái là gạo nó ra. Có thế thôi. 170.000 một chiếc thùng đựng gạo nhá, 170.000 một chiếc thùng gạo 10 kg thôi nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng về cái quạt điện của Camel này. Đấy, Camel thì một thương hiệu rất nổi tiếng rồi, nó sản xuất theo cái quy trình công nghệ ở Nhật. Bác nào mà mua cái nồi chiên không dầu bên em ấy mà nó có thương hiệu Camel thì các bác biết là dùng rất là bền rồi. Đấy, anh em dùng cái nồi chiên không dầu chắc khoảng tầm hơn 3 năm nay không vấn đề luôn, siêu bền nhá, các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, con này là cùng thương hiệu với cái nồi chiên không dầu ấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quạt điện Camel nhá, quạt điện Camel. Đó, thì cái này, con này nó xài điện 220. Đây, em quay lại bác về cái thông số này. Công suất của nó sẽ là 6W nhá, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này, 46 × 20.5 × 42. Đó, rất xịn sò, ok luôn. Quạt thì màu trắng nhá, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đấy, các bác sử dụng này, quạt trong phòng ngủ này, phòng khách này, sử dụng gia đình này, quạt rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng 5 cánh nhá, 5 cánh, và hàng này là hàng cánh nhôm các bạn, hàng cánh nhôm nên là các bác xài rất bền. Đấy, hàng cánh nhôm xài rất bền, lồng liếc các thứ đi kèm chắc chắn ok. Phần đầu quạt này, rồi là phần thân quạt này. Đấy, rồi là phần đế cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái con này rất là hay, nó thiết kế rất thông minh theo cái dạng quạt hiện đại bây giờ ấy, là nó sẽ có cái điều khiển từ xa. Bình thường là các bác muốn tắt quạt, bật quạt là các bác có phải thò, đang ở giường rất bất tiện, các bác có phải thò xuống là các bác bật quạt, tắt quạt rất là bất tiện mất công. Thì thay vì thế các bác dùng cái điều khiển này, các bác bấm cho. Đấy, đi về các bác mua pin, hai viên pin thì các bác lắp vào cho. Đấy, còn bên em gửi kèm nó không có kèm pin đâu nhá, nó chỉ có viên điều khiển không thôi. Về thì các bác mua pin, các bác lắp vào cái điều khiển này, sau đó các bác bật lên là các bác xài. Còn nếu mà các bác không tiện dùng điều khiển thì mình có thể bấm ở trên này được luôn. Đây là những cái nút cảm biến, cảm ứng này,
thì các bác bấm ở trên này thì quạt nó chạy quay có thế thôi. Bật tắt này, chế độ gió này, con này nó có cả chế độ hẹn giờ nhá, có cả chế độ hẹn giờ luôn nên các bác xài rất là tiện. Các bác hẹn mấy tiếng các bác bấm vào đấy, rồi là chế độ đảo xoay chiều túc năng thôi nhá, đấy đảo xoay chiều túc năng. Nói chung là những cái chế độ cơ bản và nó có tích hợp thêm đó là chế độ hẹn giờ, đấy, hẹn giờ. Cũng như là rất là hay là nó có một cái điều khiển từ xa này, các bác rất tiện dụng luôn các bác xa. Đấy. À, đây em sẽ đo cho bác về kích thước quạt này. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của cái lồng quạt nhá. Kích thước lồng quạt của nó rơi vào là 40 nhá. Đấy, lồng quạt rơi vào là 40, cũng khá là to đấy. Chiều cao của nó thì chắc nó rơi khoảng tầm hơn 1 mét. Đây có chắc khoảng tầm mét 1 mét 1 nhá, chiều cao quạt rơi khoảng tầm 1 mét 1. Nếu mà đo lên đến lồng thì nó rơi vào là đi 1 mét 2 các bạn, 1 mét 2, chiều cao là 1 mét 2, là đo lên từ đỉnh lên đến lồng là 1 mét 2. Nói chung là quạt khá là đẹp, cầm cực kỳ nhìn cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn, có điều khiển từ xa rồi là nút bấm ở trên thân quạt đều dùng luôn nhá, các chức năng là y những quạt thông thường và có thêm một số cái option khác nên là nói chung dùng khá là tiện về các bác phòng khách phòng ngủ này rồi là sử dụng này. Và nói chung là cái mức giá này thì em gửi đến các bác thì cái mức giá này nói chung là nó vô cùng tốt luôn, và đặc biệt đang trong mùa hè nóng nóng này, với mức giá nó chỉ có 450.000 thì nó giá nó quá là tốt luôn đấy, giá nó quá tốt luôn. Bình thường các bác mua cái quạt bét tay nhà, những cái quạt Việt Nam bình thường ấy, nó cũng rơi khoảng tầm là đi xịn sò ngon lành thì hơn triệu, còn nếu mà loại bình dân thì cũng ít, cũng khoảng tầm 600-700 chứ không bao giờ có giá 450 đâu, lại còn bao ship cho bác tận nhà luôn đấy. Thì khi mà gửi hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này, bên em không lắp đặt sẵn nhá, về thì các bác sẽ tự mở ra lắp đặt. Nói chung là cái này thì nó quá dễ dàng lắp đặt rồi, ai có thể lắp đặt luôn, hầu như là các bộ phận nó đã ráp sẵn rồi, các bác về chỉ việc là nối thêm những cái thanh đứng này rồi lồng liếc các thứ các bác cho thêm thôi, còn những cái các thứ là nó có sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc ráp vào là xài thôi nhá. Đây thông công suất là 6W này, sử dụng điện 220, tần số 50Hz này. Đấy thì báo giá lại một lần nữa các bác nhá. Lên mã thì em sẽ là cái quạt cây, quạt đứng Camel có điều khiển từ xa là 450.000 một chiếc nhá, bao ship cho bác tận nhà luôn, là sản phẩm này thì sẽ là hàng nguyên thùng nha. Đấy, Camel thì siêu bền và siêu chất lượng rồi các bác nhá. Đó. Siêu phẩm loa Bong Box 3. Đấy, hay còn gọi là loa B3 nhá. Đấy thì hàng bên em tiếp tục hàng về rồi. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn với bác luôn. Đó sẽ là 450.000 một cái con loa Bong Box 3 này. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái con loa B3. Đấy, loa B3 450k. Đấy, 450k và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cái mã loa này nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, nhưng mà hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đó thì đây, sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp như này. Đây, em sẽ đập hộp bác coi này. Trước loa nghe cực kỳ hay luôn. Con này thì bass căng, check sâu, nghe rất là thích các bác nhá. Đấy, nghe rất thích. Sản phẩm là sẽ gồm có là một thân loa này, đi kèm thì sẽ có là dây cáp sạc, rồi là cái này là cái dây kiểu dạng kết nối tai nghe, những cái dây hầu như là cũng không dùng nhiều lắm, chủ yếu là cái dây cáp sạc thôi. Đây là cái dây cáp sạc nhé. Con này nó sử dụng cái nguồn sạc là 5V 2A, về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm trực tiếp cái đầu USB này vào cục sạc, và cái đầu còn lại đó là cái đầu chân tai C, các bác cắm mở cái này ra, các bác cắm trực tiếp lên cho là các bác xài thôi. Đây, cắm vào đây. Đó, sau đó các bác sạc căng đét cho em lên. Đấy, sạc căng lên, sau đó là các bác xài. Đấy, sạc khoảng tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy rồi. Nguồn sạc vào của nó sẽ là nguồn DC 5V này. Đấy, AUX là cổng tai nghe là USB này. Đó là cái cổng kết nối USB. Đấy, rồi là thẻ nhớ, có cả chỗ cổng thẻ nhớ luôn nhá. Đấy, rồi là có cả kết nối Bluetooth 5.0 luôn, cực kỳ xịn sò. Đây. Đó, cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy. À, có phần quai sách này, các bác rất tiện dụng luôn. Đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, các bác sách mang đi nghe nhạc nghe nhủng cho em rất ok, rất tiện dụng đi picnic cắm trại dã ngoại cho em nhá các bác nhá. Đấy, con này nó có cả hệ thống đèn led 7 màu nháy cực kỳ đẹp luôn. Đây em sẽ mở ra bác coi này, thì hướng dẫn các bác xài luôn nhá, các bác giữ cái nút này cho em này. Đó, bắt đầu là nó kết nối nhá. Đó, tinh gái bắt đầu là đang báo là kết nối Bluetooth nha các bác nhìn này. Đấy, đèn nháy 17 triệu màu cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bây giờ các bác sẽ lấy điện thoại ra, sau đó các bác vào cái phần Bluetooth, các bác mở cho em là cái tìm cho em cái tên loa, sẽ là mã sẽ là loa Bong Box 3 nhá. Đấy, Bong Box 3. Nó đúng với lại cái mã ở trên cái hộp nó ghi này. Đấy, Bong Box 3 này. Đó. Đây,
Các bạn nhìn này, đấy, nó có cái mã bo mã bạc, ấn vào kết nối cho. Đấy, nó kêu tình trạng kết nối nhá. Đây em sẽ đi vào test loa để bác coi nhá. Đây, nhạc test loa. Đó. Rất rất xịn sò, ok luôn nhá. Anh có đợi chút. Đây em test cho bác coi. Đấy, nghe rất hay nhá, nghe cực kỳ hay luôn. Con này nghe bát căng các bác nhá, bát căng chiếc sâu, nghe rất thích. Các bác nghe nhạc vàng này, nhạc bolero này, rồi là nhạc trẻ, nhạc sàn được hết các bác luôn nhá. Đấy, được hết luôn, cân tất cả mọi thể loại nhạc luôn. Đấy, được mệnh danh là phòng ba di động, nghe cực kỳ hay. Các bác nghe nó đập đâu ra đấy luôn. Đấy, bát ra bác mà chét ra chét nghe đâu ra đấy luôn ạ. Đấy, nghe cực kỳ thích luôn nhá. Đấy, đây. Đèn bảy màu nháy cực kỳ hay. Có nhìn này đập này, rung màng luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, màng đập rung luôn nhá các bác nhá. Đấy, thấy không? Các bác thấy của bát nó đập nào, nghe rất hay luôn. Đấy, và cái con này là nó di động ạ, có thể xách đi mọi nơi mọi chỗ nhá. Đấy, mọi nơi mọi chỗ luôn. Và đấy là cái kết nối với lại Bluetooth nhá. Ngoài ra thì nếu mà các bác có thẻ nhớ hoặc là cái USB mà nó có sẵn nhạc thì mình có thể cắm vào và mình nghe được luôn. Đấy, còn hầu như bây giờ thường thường là ai có điện thoại thông minh rồi, các bác kết nối điện thoại nghe cho nó tiện ạ. Mà mình chọn bài, next bài thì cứ lắm lúc nó cũng tiện hơn. Đấy, ví dụ như các bác muốn đổi bài khác, bấm luôn trên điện thoại nó nhanh. Đấy, bấm nhiều khi bấm ở trên kia nó khó. Đây, đấy bấm dạ này. Đó, thực tế về cái sản phẩm loa B3 nhá, các bác cứ lên mã nha, em sẽ đưa con loa B3. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò nha. Giá của nó sẽ là đi 450.000 một cái con loa B3 này. Đấy, bao ship tận nhà bác luôn. Về thì hết pin các bác lại sạc vào và các bác xài, có thế thôi, rất tiện dụng và ok. 450.000 một con bao ship nhá, loa của JBL. Đấy, rất xịn sò. Mã sẽ là Bomb Bob 3 B3 450.000 bao ship tận nhà. Rồi.